Theo thông tin, vụ việc xảy ra khoảng 8 giờ ngày 28 tháng 11 tại khu vực cầu Công Lý, phường 14, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm trên, một nam thanh niên 31 tuổi điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Văn Trỗi hướng công viên Hoàng Văn Thụ vào trung tâm thành phố. Khi đến giữa cầu Công Lý, người này đột ngột bỏ lại xe máy trên cầu rồi leo qua lan can nhảy xuống kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè. Phát hiện sự việc, nhiều người dân đã hô hoán kêu cứu, nhưng thanh niên này đã chìm dưới kênh mất tích. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Phú Nhuận đã đến hiện trường triển khai tìm kiếm nam thanh niên. Sau gần 1 giờ, thi thể người này được tìm thấy. Lực lượng chức năng quận Phú Nhuận đang điều tra làm rõ vụ việc. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.